Quý vị có thấy cái cây này chưa? Cái thân của nó, cái tay mình, cây này có cả chục năm rồi đó, trồng cả chục năm rồi. Hôm nay nó cho mình ngạc nhiên. Mấy ngày trước, một tuần trước nó lú lên, nó nở hoa. Không biết có ai càng trồng được cái cây này nó nở hoa chưa, không biết có đem may mắn hay là cái gì tới không, nhưng mà rất là đẹp. Mọi người thấy không? Nó lên tới trên luôn. Thấy đẹp không mọi người? Rồi, có ai biết không? Có ai thấy cây này không? Nở bông, chắc là hàng hiếm. Mình nghĩ là vậy. Đây mình đè xuống cho coi nha, cái góc này.